Minasan, konnichiwa. Chào mừng các bạn đã đến với buổi học tiếng Nhật cùng Nhật ngữ Hoa Sen. Ở tiết trước, chúng ta đã được học cách nói tôi muốn có cái N và N ở đây là danh từ. Hôm nay chúng ta tiếp tục học mẫu câu thể hiện sự mong muốn nhưng đối với động từ. Minasan, hajimemasho. Ở bức tranh này thì cô bé này sao? Đang đói bụng và cô muốn ăn sushi. Cô bé sẽ nói rằng Onaka ga suite masu kara sushi o tabetai desu. Onaka ga suite masu kara sushi o tabetai desu. Vì đói bụng cho nên là muốn ăn sushi. Ở đây chúng ta sẽ thấy một mẫu ngữ pháp mới là động từ thể mas bỏ mas thêm tai desu, ý nghĩa là mong muốn làm về. Và cũng có một chú ý, giống như bên danh từ ga hoshii desu không thể dùng để biểu thị mong muốn của người thứ ba ngoài người nói và người nghe. Để hiểu rõ hơn về mẫu ngữ pháp này, chúng ta hãy cùng nhau đi đến một vài ví dụ sau đây nhé. À, cậu bé này thì sao? Mong muốn mua nhà thì cậu sẽ nói rằng Watashi wa uchi o kaetai desu. Watashi wa uchi o kaetai desu. Tôi muốn mua nhà. Tôi muốn kết hôn thì mình sẽ nói là Watashi wa kekkon shitai desu. Watashi wa kekkon shitai desu. Tôi muốn kết hôn. Tôi muốn làm việc ở Nhật. Watashi wa nihon de hatarakitai desu. Watashi wa nihon de hatarakitai desu. Còn đối với câu hỏi thì mình sẽ dùng từ hỏi là nani. Nani wo shitai desu ka? Nani wo shitai desu ka? Bạn muốn làm cái gì? À, tôi rất buồn và tôi muốn gặp gia đình. Watashi wa kazoku ni aitai desu. Watashi wa kazoku ni aitai desu. Tôi muốn gặp gia đình. Bạn muốn mua máy tính mới phải không? Atarashi pasokon o kaitai desu ka? Atarashi pasokon o kaitai desu ka? Vâng, tôi muốn mua máy tính. Hai, kaitai desu. Hai, kaitai desu. Không, tôi không muốn mua máy tính. Ie kaitaku nai desu. Ie kaitaku nai desu. Và các bạn hãy chú ý là tai mình chia nó như là một tính từ đuôi y ha. Ikitai desu, ikitaku nai desu. Và bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Các bạn hãy tự lấy cho mình thêm nhiều ví dụ để hiểu rõ hơn về mẫu ngữ pháp này nhé. Ja, mata kondo onegai shimasu.